đâm lên nè. 1 2 à, lên nào. 1 chỉ chuyển chân mình nha, đâm lên này. À, đâm lên này. Phải gậy mình trước này, lại này. À, hám lại này. Hám lại. Vòng xuống, giật ra. Đấy, cả các bạn đã trở lại với kênh võ thuật của Toàn. Thì hôm nay Toàn sẽ hướng dẫn cho các bạn tự vệ với 4 loại binh khí. Thứ nhất là dao găm, thứ hai nữa là gậy, thứ ba nữa là gậy dài trường côn, thứ bốn nữa là đao và kiếm nha các bạn. Thì đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái binh khí ngắn nhất, đó là dao găm. Đấy. Thì mình sẽ sử dụng tự vệ bằng một cái cây gậy ngắn này như vậy. Đấy. Khi mà tình huống mà đối phương đâm mình này, đâm lên nè, đâm mình này, đó, thì mình vụt từ trên xuống, mình vụt vào cái phần cổ tay đối phương, trả lại đòn này, đó, lại em. Đó, đánh vào bàn tay đối phương này. Nếu muốn kết liễu đối phương nữa này, đừng qua đánh thêm đòn nữa, là hai đòn nha các bạn, là đủ để cho hạ đối phương rồi. Nếu mà muốn cảnh cáo đối phương thì một đòn thôi, đâm lên nè. Còn muốn hạ đối phương thì hai đòn là hạ được. Ok, đâm lên nè. Đấy, còn hướng này là hướng khác thế này. Hướng này khi mà người ta cố tình người ta đâm cái hướng này vào thì chúng ta sẽ gạt đi. Đó, gạt đi chúng ta cũng vậy, chúng ta đánh nè. Lần này. Đây nè. 1 2. À, đây nè. 1 2. Thì cái bài này thì mình sẽ hướng dẫn nâng cao một chút xíu theo phong cách của ông Lý Tử Long. Em thủ lên nào, thủ dao lên này, dao lên khi mà đối phương đang thủ như vậy. Qua đây chút xíu cho bảo mình cho ạ. Khi mà đối phương đang thủ như vậy, đánh rớt cái dao luôn. À, các bạn thấy chưa? Hay khi đối phương đánh rớt cái dao thì chúng ta sẽ đánh vào phần này, làm cho đối phương rớt cái dao. Khi mà chúng ta tập luyện thì các bạn phải cách. Đó, các bạn thấy không? Phải cách là chúng cái dao rồi. Đó, khi mà chúng ta tập luyện là thích nhỉ, chúng đây này, chúng chỗ này là chúng được ạ. Đó. Đó. Thì chúng mặt này, chúng mặt à. Thì chúng ta luyện cái vẩy này nhá các bạn. Nó rất hay, hay ở cái chỗ mà chúng ta phải vẩy cái tay. Vẩy cái tay này. Lên cái mặt. Cái đòn này nó rất hay, nó sẽ đánh vào cái phần cổ tay này làm cho đối phương bị đau rất tay xuống. Và thứ hai nữa là không chế được cái phần dao găm này. Nếu không để cho đối phương lao lên nhấp nhấp lên này, nhấp muốn lên này. Đó. Vụt liền, muốn nhớ lên này, vụt liền. À, cái bài toán này rất là hay, rất dễ sử dụng. Tiếp theo nó là binh khí dài hơn, đó là gậy. Thì gậy thì mình cũng đã làm video gậy ngắn em. Thì gậy thì mình cũng đã làm video hướng dẫn rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại khi đối phương vụt mình này, đánh tấn công này. Đỡ được thì chúng ta móc lấy cái cây côn chúng ta thủ về, rất dễ thôi. Vụt lên em, đỡ được này, ta móc cái cây côn này, chui côn móc lại. Bây giờ các bạn thấy chui côn mình móc chưa, cầm lấy giật ra. Đó, nó có mẹo ở chỗ đó nhá, các bạn đừng có sợ. Chúng ta vụt lại thôi, chúng ta hám cái lực lại. Em vụt lên này, hám cái lực lại này, hám cái lực lại. Sau đó chúng ta dùng cái chui côn chúng ta móc lại, chúng ta giật về phía chúng ta. Cái đồng thời cái cây côn này thẳng về phía đối phương, để cho người ta không kéo được cây côn về. Em muốn kéo không được, kéo cái tay về này. Đó, nó sẽ mắc vào người em sẽ bị đau. Anh thử cho chúng ta chỉ cần cầm đấy, chúng ta giật ra là được. Qua đây ở tiếp theo nữa là cái đòn mà người ta vụt thẳng vào đầu mình. Đòn này là đòn đa số là hay sử dụng đánh vào đầu, đỉnh đầu đối phương này, vụt lên em. Thì chúng ta phải dùng cả hai tay chúng ta đỡ. Chúng ta dùng một tay đập vào đầu thì chúng ta phải dùng cả hai tay chúng ta đỡ như vậy. Xong nó đỡ được hai tay thì chúng ta mới vòng tay qua, chúng ta khống chế lấy cái tay đối phương, chúng ta giật thì chúng ta đánh. À, lại nữa. Lên này. À, làm nhanh này. Đó. Đây là cái đòn này, nhưng mà chúng ta cũng có thể sử dụng được đòn đánh khác nhé. Ví dụ em vụt lên tình huống này, nhưng mà chúng ta sử dụng đòn đánh khác. Vụt lên này. Đây. Đỡ được, chúng ta đánh vào đỉnh đầu đối phương luôn này. Đó, thấy chưa? Đánh vào hàm hồ đối phương này. Nó cũng không khó đâu. Vụt lên này. Đỡ được này. 1 này. 2 này. Các bạn thấy rõ không? Thì mình sẽ làm chậm lại này. 1 2. À, hai đòn là cũng đã đủ hạ đối phương rồi. Thì tiếp theo nữa là binh khí tiếp theo. Một binh khí này là nhiều, rất nhiều người ngao ngán và sợ nó. Rồi, qua đây em. Đây là đao và kiếm đây, đây là đao làm bằng nhôm để tập luyện.
cái đao này nếu mà khi mà đối phương mà sử dụng lên di chuyển bước cái chân lên chém mình, đa số là người ta sẽ chém theo hướng xéo xéo như vậy, chứ không không có chém giống như mà tập bình thường các bạn để ý này, chứ không có ai mà chém mà trong kiểu mà như thế này hết. Thì thường thường người ta chém là người ta lao lên người ta chém như vậy, người ta chém xéo xéo như vậy, thì cái độ xéo như vậy sẽ dễ bị chặt đứt hơn các bạn ạ. Thì bất cứ các bạn cầm con dao lên các bạn chém vậy thì chắc chắn các bạn muốn chặt đứt một cái cây thì các bạn phải chặt xéo xéo cây dao thì nó mới đứt được. Thì trong tình huống này đa số là phải sử dụng cái mà bước chân di chuyển lên chém xéo xéo từ trên xuống mà. Rồi lên nè. Đây. Đây xéo lên mình cũng móc vào cái cây đào. Cũng vậy mình giật ra. Cái bài này là áp dụng bài gậy mình trước này, lại này. Đấy, hám lại này. Hám lại. Vòng xuống, giật ra. Đấy, y chang cái bài trước. Vòng nữa này. Cũng có thể áp dụng được cái tay, ví dụ như tay trái cầm đi. Rồi vụt lên nè. Vụt lên. À, đây, di chuyển chân qua móc lại, ép xuống, đạp vào cái đao của đối phương. Đấy. Bạn thấy do đấy, mình sẽ đạp vào cái đao của đối phương. Thì mình sẽ phân tích đoạn này cho bạn xem nhá. Rồi lên nè. Đây, thì tay mình chúng ta móc vào tay mặt sườn của đối phương, chúng ta đè cái đầu xuống. Đồng thời chúng ta đạp vào cái đao của đối phương. Chúng ta cố gắng chúng ta tập luyện là chúng ta cố gắng chúng ta càng tập chúng ta càng nâng cao cái tốc độ lên. Đầu tiên thì các bạn tập chậm là đúng rồi, nhưng sau các bạn phải nâng cao cái tốc độ lên chậm này. Đấy. Rồi tiếp tục cái đòn tiếp theo nó rất hay, cũng đỡ được này, khi mà đối phương lao lên chém này em. Đấy. Thì chúng ta giật cái tay đối phương lại, chúng ta khóa tay đối phương là như vậy, chúng ta lấy cây đao ra. Đòn này rất chỉ là hay nhé các bạn. Lên nè. Các bạn sử dụng cây ba toong vẫn được. Đây này, thì chúng ta móc lại, móc lại, vòng cái tay, móc cái tay đối phương lại. Thì chúng ta bắt lại như vậy. Hiểu không bạn? Đây này, khóa một tay, khóa đối phương, mình ngồi, đối phương ngồi à. Đứng, đối phương đứng à. Đó, bây giờ mình ngồi là người ta ngồi à. Đó. Bây giờ là một tay của mình đã khóa tay đối phương rồi, bây giờ muốn té là té à. Thì tiếp theo nữa là một cái bình khí dài hơn. Đây, bình khí này gọi là bình khí trường côn hay còn gọi là gậy. Đây các bạn xem nhé, thì hướng của người ta cũng có là hướng vụt giống như cái kia thôi, vụt lên này. Vụt thì mình cũng đỡ vậy bởi vì nó dài mà, dài thì mình cũng đỡ vậy, mình kéo xuống mình lên. Đây, lại nè, các bạn ý nha, đỡ bằng hai tay nha. Đỡ bằng hai tay thì các bạn ép cái gậy xuống này, thì các bạn đánh này, nhớ là ép gậy xuống nha, hoặc lên này em, đây luồn lách qua. Đó. Tiếp theo này, một tiếp này, đó, cũng có thể đỡ được như vậy này, đó, cũng có thể đỡ được là đánh kiểu đó đấy nha, không ép đấy nha, một lên này, chúng ta không ép đấy, đây. Nó không ép nên chúng ta vụt luôn. Rồi tiếp theo nó một đòn cũng khá là hay và thú vị, các bạn có thể nữa là đó là người ta sẽ đâm mình. Đây, đâm mình. Các bạn ý cái bước di chuyển chân mình nha, đâm lên này. Đâm lên này. Thì các bạn ý này lại này. Đây, đâm lên này, gạt này. Gạt khỏi cái người mình đi di chuyển cái chân qua. Đánh này. Lại nha. Đó. Rồi tiếp tục nữa này. Chọn đây này. Đó, thấy bạn thấy chưa? Rồi, di chuyển chân qua một bên. Đây cái gậy nó là ra một bên rồi. Thì chúng ta vòng vào đây. Đó, nó rất dễ đây. Rồi lên này. Đó. Đó là những cái cơ bản. Mỗi vị trí mình hôm nay mình sẽ làm cơ bản vài động tác, vài kỹ thuật để tự vệ cho các bạn tham khảo. Và các bạn thấy hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ là đăng ký kênh. Và nếu mà các bạn thấy video mình nó có tác dụng cho người khác, có điều thú vị cho người khác thì các bạn nhớ chia sẻ của video của mình. Thì mình cũng chia sẻ luôn với các bạn rằng thì lịch phát sóng của kênh võ thuật về giày võ tự vệ đó là 357 vào lúc 21 giờ hàng ngày, 357 nhé. Thì một tuần mình sẽ phát sóng tự vệ vào 3 buổi.
Còn những buổi khác thì các bạn nhớ ủng hộ mình bằng các video bán hàng của mình, giống như video bán dụng cụ tập võ, găng tay, mộc nhân này, bao cát này, côn nhị khúc này. Những gì mà liên quan đến dụng cụ tập võ thì mong nhờ các bạn cùng ủng hộ mình luôn nhé, luôn đồng hành cùng với kênh Võ Thuật nhé. Thì mình cũng luôn luôn là cố gắng hết mình để làm sao để mang tới những cái đòn và thế và những cái kỹ thuật để cho các bạn tham khảo và các bạn có thể tự học võ tại nhà. Và kênh Võ Thuật luôn luôn đồng hành cùng các bạn và trả lời tin nhắn của các bạn. Khi mà các bạn đã kết bạn Zalo với mình thì mình sẽ trả lời những tin nhắn và các bạn sẽ hỏi gì mình sẽ trả lời đó. Và một ngày mình có rất nhiều những lời đề nghị kết bạn, có những bạn thì nó mình không thể trả lời hết được, hết người này người kia được nhé các bạn. Có những người mà mình trả lời được, có những người mình không kịp trả lời được. Có gì đó những bạn nào mà thiếu sót thì mình thông cảm cho mình. Bởi vì công việc của mình nó khá là bận, mình cũng không phải là lúc nào cũng cầm điện thoại để mình trả lời tin nhắn hết được và những câu hỏi được. Và nếu các bạn đã thương mình thì thương cho chót, tức là mình sẽ các bạn không làm phiền mình vào những giờ cao điểm, quá 11 giờ là các bạn không gọi nữa nhé. Và các bạn không gọi sớm quá. Chúng ta thương lẫn nhau. Các bạn nhiều hôm gọi sớm quá, hôm thì gọi trễ quá, 1-2 giờ sáng không vậy, dậy sớm quá cũng gọi mình nhé. Thời gian nghỉ ngơi mình nó rất ít, nên các bạn có thương thì thương cho chót, tức là không có làm phiền những cái giờ cao điểm như vậy. Còn ngoài ra thì mình cũng lắng nghe hết những lời chia sẻ và tư vấn của các bạn để kênh Võ Thuật ngày càng phát triển hơn. Thì luôn luôn là đồng hành cùng các bạn và chia sẻ với các bạn tâm huyết nhất. Đó là một người hướng dẫn phải tâm huyết nhất. Và mình luôn luôn là cố gắng để cống hiến cho Võ Thuật Việt Nam, luôn luôn tạo ra những video mới nhất để cống hiến để cho giúp cho những bạn nào chưa có cơ hội tập võ và chưa có cơ hội tiếp cận với võ thuật thì các bạn có thể là tham khảo trước khi các bạn học võ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.